cả một thế trận đang trình tề hàng ngũ lại có thể tơi bời đến khó tin chỉ sau 5 lần vận quân của một cao thủ, như là một siêu nhiệm vụ không tưởng của bộ ba xe pháo mã đột kích vào giữa rừng vây quân thủ vậy. Ván cờ về cái kết mãn nhãn giữa Lý Thiếu Canh và Hoàng Quang Dĩnh giải giáp cấp liên tái năm 2023. Ở trong trận này, đại sư họ Lý cầm đỏ, binh 7 tiến 1, Hoàng cũng vậy tiến chốt của mình. Rồi Lý mã 8 tiến 7, Hoàng tới đây mã 8 cũng nhảy lên. Lý lựa chọn tạt pháo ra biên tam bộ hổ để làm gì, chuẩn bị xuất xe cánh trái trước. Hoàng mã phải nhảy vào trong. Lý đưa xe bình 8 truy đuổi. Hoàng chỉnh tề lấy xe 1 bình 2 giữ căn ngay. Bất ngờ Lý lấy pháo còn lại đóng trả vào trung lộ. Thấy vậy Hoàng xe 9 cũng tiến 1. Chuẩn bị tới đây có thể tăng tốc độ để xuất quân của mình chiếm được một trong hai con đường sườn. Nhưng bù đắp lại, nước tiên của Lý vẫn còn hiện hữu, mã phải nhảy. Xe 1 có thể huy động được ngay. Cho nên để ngăn cản, Hoàng pháo 2 đã dâng cửa hà. Tức là chuyện mã 7 có thể tiến 8 đánh lui nếu như xe của Lý Thiếu Canh lộ diện. Cho nên nếu như làm vậy thì bất lợi vô cùng. Nhưng cũng bởi vì tìm cách để xuất động xe, cuộc cờ chẳng mấy chốc mà trở nên khá náo nhiệt. Bởi Lý lựa chọn binh 7 tấn 1 dâng tặng cho Hoàng, bắt buộc Hoàng lấy chốt này khử. Giờ chỉ cần C1 bình 2 xuất quân được ngay. Hoàng Quang Dĩnh pháo dâng lên cửa hà, hòng có thể giải quyết triệt để những phát sinh về sau việc xe của Lý có thể công vào pháo vào mã của mình. Tới đây Lý Thiếu Canh C8 dâng lên cửa hà. Rồi Hoàng Quang Dĩnh tưởng 3 đã tấn 5, Lý chủ động tiến chốt để kích đổi. Hoàng chấp nhận phương án này. Lý lấy xe này tiêu diệt sang bắt mã. Hoàng pháo 8 bình 7 và Lý tiếp tục bình pháo ra để truy đuổi. Đây là một nước cửa hay. Khi mà quân pháo không thể nào tạt ra cánh biên, tại vì binh biên chỉ cần tiến một nước đủ để đánh tử. Cho nên buộc lòng xe này phải khuất vào sân lưng ngựa. Và cũng là cơ hội Lý Thiếu Canh có thể tiếp tục để xuất quân của mình. Mã phóng lên cửa hà. Hoàng dùng chốt để tấn 1, chuẩn bị có thể gây sức ép vào mã còn lại. Lý tới đây đã chủ động dâng xe thẳng 7 nước để truy đuổi. Xe này tấn 1 thì xe của Lý cũng chỉ cần thoát thân, tức là tiến 1 và chờ đợi. Con xe này trước sau gì cũng phải tìm đường để di chuyển. Cho nên vì lo ngại quyết định của Hoàng, xe 9 đã bình 7. Vừa có thể giữ ngựa của mình, vừa cũng như chuẩn bị cho những nước cờ phát triển về sau. Mã 7 tiến 6. Và chuẩn bị là gì? Pháo này có thể chém chết tường, bắt xe. Nhưng tới đây, Lý Thiếu Canh cũng chỉ cần pháo 5 bình 3 đủ để hóa giải đi tất cả. Và Hoàng mã 7 phóng lên cửa hà. Thế trận vẫn chắc chắn đáng kể. Nếu như dùng pháo này tiêu đổi cũng chỉ là một cuộc đấu đổi hàng loạt, không còn bất kỳ một lợi thế nào cho Lý Thiếu Canh cả. Và chắc chắn mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng vô cùng bất lợi cho Lý Đại Sư khi chốt ba của đối thủ đã vượt sông ngay từ đầu. Bởi vậy ngay tại đây, quyết định của Lý Thiếu Canh lại bành xe vào truy đuổi mã. Mã của Hoàng lại tháo chạy về lỗ bên kia. Tiếp tục là gì? Mã 7 quay về trung lộ. Lấy thoái đi làm tiến hay là một cách phát biểu khác, tức là đằng nào việc này cũng phải làm. Chốt 3 tấn 1, Hoàng khi nào cũng có thể triển khai cả. Còn tới đây, nước cờ tiến chốt lên đã mất đi tác dụng. Quyết định của Hoàng là C4 tấn 5 truy đuổi. Quân xe của Lý rút chạy lại thoái về một nước. Và Hoàng tới đây tìm cách để giữ lại pháo 7, còn nếu như không thì pháo 3 này sẽ ra tay không ngần ngại. Quyết định của anh là pháo 2 đã tấn 1 để giam cầm xe và mã của đối thủ. Vật lý tới đây cứ lấy pháo mà tiêu diệt thôi. Hoàng cũng vậy, dùng pháo chém thẳng sang mã. Chắc chắn một điều, nếu như Lý Thiếu Canh dùng một trong hai xe bắt thẳng vào pháo này thì Hoàng cũng chỉ cần C7 tấn thẳng 3 nước. Tạo ra cuộc đổi vẫn là hàng loạt và vẫn là Hoàng chiếm một phần ưu nhỏ với việc binh 3 đã đổ hà. Cho nên quyết định của Lý Thiếu Canh lấy pháo này tả ra cánh biên để hỗ trợ. Chuẩn bị cho một nước cờ cực hiểm, pháo chém tường, rồi lấy pháo phía sau bắt luôn cả xe. Chắc chắn là Hoàng sẽ phải tử nạn. Cho nên buộc lòng tượng 7 quăng ra cánh biên, vừa thoát trước, vừa nhân tiện đánh đuổi vào pháo của đối thủ. Lý Thiếu Canh pháo 3 lại dâng lên hai nước thoát chạy. Và đây là một hình cờ không phải quá đơn giản để Hoàng có thể giải quyết được ngay. Hãy cùng xem. Hoàng trong hình cờ này buộc phải lấy pháo 6 để thoát thân, vội vàng né sang trục bên kia để nhờ chốt 3 này có thể hỗ trợ. Nhưng không ngần ngại mà Lý Thiếu Canh đã tung đòn cờ như sấm sét, lấy xe này đã tiêu diệt luôn. Tức là chuyện dùng pháo còn lại có thể bắt ngược lên xe. Cho nên đánh kiểu gì Hoàng cũng phải thiệt trắng một quân cả. Tới đây lấy chốt này tiêu diệt, chấp nhận đổi.
và Lê Thiếu Canh đương nhiên dùng pháo bắt chết luôn cả xe. Giờ Hoàng, mã 4, tuấn 3 phát triển. Hồng là chuyện thúc ngựa lên chiếu tướng và sát cổ, cho nên Lý buộc phải dùng xe của mình rút chạy về giữ căn. Hoàng, mã phóng lên cửa Hà. Rồi Lý cũng rời pháo về. Mặc dù đắc quân, nhưng đây là thế trận mà Hoàng đang chiếm một phần ưu về việc dễ để phát triển quân lực. Cho nên việc quay về củng cố trận địa, Lý Thiếu Canh cũng tỏ ra đầy kinh nghiệm. Còn Hoàng, xe 3, bệnh 2. Tới đây, Lý Thiếu Canh, mã 5, tiến 3, đội hình mới chắc chắn thêm một chút. Và Hoàng dùng chốt này tấn 1. Lý tiếp tục lại bổ sĩ ngay. Hoàng lựa chọn dùng mã 3, tiến 5 để chém chốt. Và tới đây hãy cùng xem thủ thuật mà Lý có thể ra tay. Đầu tiên là chuyện dùng xe cắm thẳng lên một mạch để làm gì, cản tường thứ nhất. Bởi vậy sức tường thứ hai cũng không thể nào ngăn nổi sát cổ, tức là pháo 3 tiến 1 kết thúc ngay. Cho nên buộc lòng phải rời sĩ về. Và Lý Thiếu Canh mã 3 đã tuần 2. Cả một cánh trái còn lại đang phải hứng lấy một sức ép vô cùng khủng khiếp của thế tứ tử Quy Biên. Cho nên Hoàng tới đây đã phải vội vàng tấn xe lên kỳ Hà, Hồng có thể điều sang để hỗ trợ. Và Lý Thiếu Canh mã 2 tấn 3 ngăn cản cho nước cờ lấy xe 2 bình bày khá hiểm của đối thủ. Nhân tiện việc này còn đe luôn cả tường. Tường 5 đã tấn 7 thì Lý Thiếu Canh lấy pháo để tả ra cánh biên đe dọa. Cho nước cờ tiền chế tiếp tục chắc chắn là Hoàng vỡ trận, cho nên lại phải theo xe. Nhưng hoàn toàn đã vô nghĩa lúc này Lý Thiếu Canh mã 3 tấn 2. Dùng xe này đe luôn cả sĩ là sát cổ, cho nên sĩ phải bổ. Giai đoạn là gì? Pháo 1 tấn 1. Thấy sát mà không tài nào có thể cứu nổi, cho nên Hoàng buông quân nhận thua ngay. Tức là chuyển xe 4 chuẩn bị tiến 1 để tốc sát, cho nên buộc lòng phải bung sĩ lên. Thì xe này vẫn cầm chiếu như thường. Tướng tiến, rời pháo về. Tướng leo lầu 3 rồi sẽ phải mất mạng. Một trận cửa hay với pha chuyển hướng tấn công rất sắc sảo của đại sư Lý Thiếu Canh. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn